Nhà thờ Đức Bà Paris trái như lời tiên tri trong tác phẩm của Victor Hugo. Victor Hugo là một nhà văn, nhà thơ, nhà viết kịch thuộc chủ nghĩa lãng mạn nổi tiếng của Pháp. Trong tiểu thuyết The Hunchback of Notre Dame, nhà thơ Đức Bà, năm 1831, Victor Hugo đã mô tả nhà thờ Đức Bà bị đốt cháy trong một vụ hỏa hoạn tương tự như vụ hỏa hoạn diễn ra vào chiều ngày 15 tháng 4 tại Paris, Pháp. Trong tiểu thuyết Nhà thờ Đức Bà Paris năm 1831, Victor Hugo đã biến nhà thờ thành một nhân vật chính cùng với thằng hù Quasimodo, nàng Esmeralda xinh đẹp. Ông đã nhiều lần đến nhà thờ Đức Bà Paris để ngắm kiến trúc cổ xưa của ngôi nhà thờ và nảy ra ý tưởng viết một cuốn tiểu thuyết có tính chất lịch sử lấy bối cảnh Paris thời Trung Cổ. Ông muốn một ngôi nhà thờ cổ kính tráng lệ vượt lên trên thời gian và tất cả những biến cố. Tác phẩm thể hiện được sự vươn đến một tầm cao triết lý qua cách mô tả một định mệnh dẫn đến các nhân vật gắn liền với nhà thờ này cho đến chỗ chết, chỗ hủy diệt. Chính cảm hứng bi quan này đã đem đến cho tác phẩm vẻ lớn lao và hoang dại. Victor Hugo dường như có linh cảm về vụ hỏa hoạn này cách đây 188 năm trước. Một đoạn trích trong tác phẩm mà Victor Hugo viết: mọi con mắt đều hướng lên phía trên nhà thờ. Cái chúng trông thấy thật kỳ lạ. Trên đỉnh tháp cao nhất, một ngọn lửa lớn bốc cao giữa hai gác chuông. Những tia lửa cuộn xoáy, một ngọn lửa lớn lộn xộn, giận dữ, gió cuốn lên từng mảng trong màn khói mịt mù. Phía dưới ngọn lửa ấy, hai máng nước như hai miệng củi phun ra không ngừng những trận mưa bỏng rẫy. Quảng trường bập bùng trong hàng nghìn bó đuốc như sao. Cảnh tượng hỗn độn này trước khi bị vùi trong bóng tối bỗng bừng sáng lên trong ánh lửa. Sân nhà thờ rực lên rồi ánh sáng lên trời. Đống lửa trên sân thượng vẫn cháy, chiếu ánh sáng ra xa, chiếu vào phố. Bóng những tòa tháp khổng lồ phóng lên, trùm lên mái nhà của Paris. Trong ánh sáng của chúng tạo thành những khoảng tối. Paris dường như bị chấn động. Năm 188 năm sau, từ khi tác phẩm Nhà thờ Đức Bà Paris ra đời, vào 18:50 ngày 15 tháng 4 vào 23:50 giờ Việt Nam, một ngọn lửa khổng lồ đã nhấn chìm nhà thờ Đức Bà đúng như Victor Hugo miêu tả trong tác phẩm của mình. Ngọn lửa đã phá hủy hết cấu trúc bằng gỗ 800 năm tuổi dẫn đến sự sụp đổ của ngọn tháp chính. Đã có hơn 400 lính cứu hỏa có mặt để dập lửa và cố gắng cứu lấy phần cấu trúc của nhà thờ Đức Bà. Ngọn lửa được khống chế sau nhiều giờ và một lính cứu hỏa bị thương. Cấu trúc chính và hai tháp của nhà thờ Đức Bà được coi là an toàn. Giám đốc Sở Cứu Hỏa Paris Jean-Claude Gallet phát biểu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định điều tồi tệ nhất đã đi qua và cam kết sẽ xây dựng lại công trình này. Nguyên nhân dẫn tới vụ cháy chưa được xác định, nhưng các công tố viên Pháp loại bỏ khả năng đây là hành động cố ý. Lực lượng cứu hỏa nhận định đám cháy có thể liên quan đến việc tùng tu đang diễn ra tại nhà thờ. Công trình được xây dựng từ thế kỷ 12 này là nơi lưu giữ nhiều bức họa nổi tiếng và là một trong những điểm thu hút khách du lịch hàng đầu Paris. Ước tính có 13 triệu người đến thăm nhà thờ Đức Bà mỗi năm trên khắp thế giới.